Thưa quý vị và các bạn, đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nhưng việc giữ chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí cũng khó khăn không kém. Xác định rõ điều đó, song song với việc đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí, thì việc có những giải pháp để giữ chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí cũng được các địa phương tăng cường nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, duy trì sự phát triển bền vững trong khu vực nông thôn. Hết năm 2017, bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 16,45 tiêu chí, trong đó có 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đáng chú ý, hệ thống đường giao thông đã cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. 100% số xã đạt tiêu chí về hệ thống công trình thủy lợi, hệ thống điện tiếp tục được nâng cấp cải tạo, đáp ứng yêu cầu sản xuất sinh hoạt. 100% số xã giữ vững tiêu chí về điện nông thôn, 55,4% số xã đạt tiêu chí về trường học và 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí giáo dục. 76 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, bưu điện và hạ tầng công nghệ thông tin đạt 100% số xã. Hệ thống cơ sở vật chất y tế cấp huyện xã được nâng cao, chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Đã có 137 trên 139 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, với tỷ lệ người dân nông thôn có thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực đạt trên 80%. 100% các xã phát động xây dựng làng văn hóa. 99% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 92% lượng rác thải nông thôn đã được thu gom, trong đó có 87% được xử lý. Ngoài những kết quả trên, từ thành công của chương trình dồn điền đổi thừa, toàn thành phố hiện đã xây dựng được 190 vùng sản xuất tập trung với diện tích trên 21.400 ha, gồm 145 vùng sản xuất cây trồng, 8 vùng chăn nuôi và 37 vùng sản xuất thủy sản. Với những kết quả khá toàn diện trên các mặt, chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay ra đổi thịt khu vực nông thôn Hải Phòng. Chúng tôi đã thực hiện thành công 19 tiêu chí. Có thể nói là cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Minh Tân có những bước phát triển mới. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp mà phục vụ tốt cho cái đời sống dân sinh. Và nhân dân thì rất phấn khởi, hỏi bởi vì là nông thôn mới đã tạo ra một cái diện mạo mới cho Minh Tân. Để có thể phát triển bền vững, song song với thực hiện các tiêu chí, việc giữ chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã và đang được các địa phương đẩy mạnh. Như tại xã Kiến Thiết, một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Tiên Lãng. Giữa năm 2017, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với việc thực hiện thành công 19 trên 19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng cao. Trên cơ sở những kết quả đạt được sau khi được công nhận đạt chuẩn, Kiến Thiết vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng và giữ chuẩn các tiêu chí. Ví dụ, với tiêu chí về giao thông, mặc dù đã đạt chuẩn, nhưng xã vẫn tranh thủ sự hỗ trợ xi măng của thành phố, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tại các thôn thực hiện xã hội hóa, ủng hộ ngày công làm đường nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng. Xác định việc đạt chuẩn đã khó, nhưng việc giữ vững cũng như nâng cao chất lượng các tiêu chí còn khó hơn. Bởi đây là giai đoạn kế tiếp cần phải có giải pháp thực hiện tốt. Có như thế mới sử dụng khai thác hiệu quả những nguồn lực đã đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã Kiến Thiết đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt mục tiêu này. Trên cơ sở đã được thành phố công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì việc mà phấn đấu đạt chuẩn cũng là một vấn đề hết sức khó khăn, nhưng giữ vững để được các cái tiêu chí và nâng cao chất lượng thì lại càng khó khăn hơn. Bởi vậy thì chúng tôi xác định là tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nâng cao được cái trách nhiệm, thế rồi là cũng quay quá trình đầu tư vào thì mình phải gìn giữ và rồi sử dụng làm sao cho thực sự hiệu quả. Thế trên cơ sở đó thì tiếp tục với là sẽ tổ chức làm sao đối với lại bà con trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì quy hoạch các cái diện tích cánh đồng lớn, thế rồi là đưa các cái cây con để có giá trị kinh tế vào để sản xuất. Chúng tôi sẽ tuyên truyền để quán triệt đến tất cả các đội ngũ đảng viên nêu cao cái tinh thần, thế rồi là cái trách nhiệm đi đầu gương mẫu thực hiện tất cả các cái phong trào của địa phương trong quá trình như là nâng cao cái chất lượng và xây dựng các cái tiêu chí giữ vững đấy là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Còn với xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ, vận dụng linh hoạt các nguồn lực hỗ trợ kết hợp với xã hội hóa trong dân, đến nay, Ngũ Phúc cũng đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong nông thôn mới. Những kết quả này đã tạo ra động lực phát triển kinh tế xã hội mới cho xã. Đặc biệt, hệ thống đường giao thông được làm mới khang trang sạch đẹp, thuận tiện cho đi lại vận chuyển hàng hóa. Nhiều mô hình kinh tế được phát triển, thu nhập bình quân 1 hectare tăng từ 50 đến 60 triệu đồng lên 100 đến 110 triệu đồng 1 hectare.
để nâng cao giữ chuẩn các tiêu chí, xã tiếp tục vận động người dân tập trung sản xuất theo xu hướng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, luân canh tăng vụ, sản xuất theo quy mô gia trại, tận dụng ưu thế tự nhiên để phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực của địa phương, thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án hỗ trợ đang triển khai trên địa bàn, kết hợp với việc huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và đóng góp của nhân dân để triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Xây dựng thì đã khó, nhưng mà duy trì thì nó lại càng khó hơn. Thì đây chúng tôi xác định rõ, cũng đã quán triệt trong đảng, nghị quyết đảng bộ và hội đồng nhân dân, và đặc biệt là cái tiềm thức của người dân, thì giờ người ta cũng biết là các cái giá trị mà công sức người ta đã bỏ ra thì người ta phải gìn giữ. Như đường làng ngõ xóm người ta cũng có phần đóng góp và hiến đất tạo nên cái cảnh quan rất là đẹp, thì người ta phải giữ được cái môi trường, cái đường xá và các cái nó liên quan đến nông thôn mới thì dân rất khởi mà gìn giữ. Mà tôi cho rằng là giữ bền vững và tiếp tục tu bổ và nâng cấp và đạt chuẩn hơn nữa. Năm 2018, Hải Phòng đặt mục tiêu bình quân các xã đạt từ 17 tiêu chí nông thôn mới trở lên. Toàn thành phố tiếp tục có thêm 15 xã cán đích nông thôn mới. Với những kết quả tích cực đạt được trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, y tế, có thể nói, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ cho khu vực nông thôn. Theo đó, việc giữ chuẩn, nâng cao chất lượng tiêu chí trong nông thôn mới càng được các địa phương chú trọng, bởi đây là cơ sở, là nền tảng để thúc đẩy khu vực này tiếp tục phát triển bền vững, toàn diện. Đạt được là khó rồi, nhưng mà cái giữ được ấy, thì trước hết là phải làm thật tốt công tác là quản lý, tuyên truyền cho người dân nâng cao và cái duy trì các cái tiêu chí đấy. Thì trước hết là nông nghiệp bây giờ thì phải tập trung cao cho phát triển kinh tế. Các cái tiêu chí mà liên quan đến cái cơ sở vật chất, liên quan kinh phí, nó còn liên quan đến sự hỗ trợ của nhà nước. Nhưng mà tuyên truyền nhân dân trước hết về các tiêu chí kinh tế. Ở đây thì mình tiếp tục là quy vùng sản xuất, rồi là đưa các giống cây trồng vào sản xuất. Thế cũng như là quản lý thật tốt các cái công trình đã được đầu tư. Thì qua đó để nâng cao cái hiệu quả về cái phát triển kinh tế. Hay là các cái tiêu chí về lĩnh vực khoa xã hội như thế thôi. Bây giờ mình đã đầu tư rồi, đã được công nhận rồi thì tiếp tục phải nâng cao thật tốt về chất lượng. Từ có chất lượng đó thì các cái tiêu chí đó mới giữ vững được và mới lại tiếp tục hoạt động hiệu quả. Để thực hiện tốt việc giữ chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định. Thời gian tới, các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện tốt chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng xây dựng các vùng sản xuất tập trung, phát triển sản phẩm chủ lực, đưa cơ giới hóa và các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng liên kết với các doanh nghiệp trong xây dựng chuỗi sản xuất từ cây con giống cho đến bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng như giao thông, các khu dân cư, nước sạch, điện, nhất là ở các vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, tiến tới giảm nghèo bền vững, đồng thời huy động lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa xã hội, môi trường cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, củng cố kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh cho nhân dân, vận động người dân tham gia các loại bảo hiểm y tế, tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện nếp sống văn hóa khu dân cư, nâng cao nhận thức cho người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực nông thôn. Mặt khác, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong chỉ đạo điều hành, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng, giữ chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong nông thôn mới. Chương trình Nông thôn mới kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.